Rồi đi tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay, cũng gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực ha. Đó thì cặp đực này nói chung thì cũng dễ dẻo bò cô chú chị. Đó cái giá thì nói chung thì cũng rất yêu thương. Đó một con bò cọp và một con bò pháp kem ha. Đó thì cặp đực này thì chủ nhà bán giá là 22 triệu. Đó 22 triệu là bên em bao ship cho bà con tới nhà luôn, trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng được cứ liên hệ số điện thoại để màn hình. Đó một con pháp kem nè, bò này thì lụng 7 tháng tới 7 tháng rưỡi tuổi của chú chị. Đó chiều cao thì nói chung thì hai con chiều cao cũng dao động ngang ngang nhau luôn. Chiều cao thì dao động khoảng 1m16 17 bò. Đó 1m16 17 bò của chú chị. Đó nhưng mà nói chung thì em báo là 1m15 tới 1m17 đi cho dễ đi, nói chung là giật lại cho bà con mình phân hay phân gì đi. Đó thì hai con thì chân bóng hoàn thiện, không ổ xe là xuống rút xuống ruột gì. Đó nói chung thì nó cũng lứa bò của chú chị, bò luôn 7 tháng tới 7 tháng rưỡi tuổi rồi. Đó giá là 22 triệu rồi bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn, thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tùng hình. Hai con thì đầu thì đầu trụi trên cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình nè, nói chung thì tại vì bò này nè. Đó ngắt sữa mẹ thì nói chung thì nó hơi dẻo bò thôi, nhưng mà nói chung thì cái độ dày bò thì nó cũng có cô chú chị. Nó xương sóc đầu tàn thì cũng có ha, nhưng mà nói chung thì tại vì ngắt sữa mẹ nên nó bị dẻo bò. Nó bị rõ bò. Đó, thì nói chung thì về bà con mình nói chung là trong vòng 5-6 ngày thì nói chung thì nó ăn uống mạnh thì nó phè bò tới lại cô chú chị. Đó hai con giá là 22 triệu là bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn, bà con nào thấy ưng nữa thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi, thiệt ưng mình hãy mua ha. Đó thì con cọp trước tiên thì con cọp nè. Đó chân móng nè, chân móng thì cũng chân móng sò mặt mày nè. Đó thì nói chung thì bò đực hiện tại lúc này thì nói chung thì nuôi thì nói chung mình cũng phải có thức ăn cô chú chị. Nó nhằm chủ nhà không cho ăn thích ăn thì nó có độ phát của nó thì nói chung thì nó cũng không có giữ đâu. Đó, mình nói chung thì bò đực giờ mình phải dặm thức ăn rồi vô nó mới phát ha. Nói chung thì mẹ thì mát sữa là mát chứ bú chứ không phải có thức ăn vô cô chú chị. Đó nó mới phát bò nổi ha. Đây con khóc kem nè, tướng tá thùng dạo, tướng tá cấp mình nè, chân móng là chân móng sò đó. Xương sóc thì rất to. Đó không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó mặt ngoài nè. Đây mặt ngoài nè cô chú chị. Đó hai con mặt ngoài đầu thì đột trụi ha. Đó xe lưng xe mặt thấy. Nói chung thì bò giống béo thì em cũng quay sai tích chi. Đó xương sóc dai nè. Nói chung thì dai này. Đó đó cô chú chị. Đó được cái con tàn xương lớn nha. Hình con cái thì nó dẻo bò. Đó thì nói chung thì dài nè, dài cũng dây đầu nè, thấy không? Nó lưng nè. Đó nói chung thì em quay thực tế, bò có sao báo vậy, pin lực thì báo pin lực ha, dẻo dẻo thì báo dẻo dẻo à. Đó nhưng em nói hai con này cái giá thì nói chung thì bà con mình mua thì nói chung thì cái đường về mình thúc nó phát lên nó lời cao lắm cô chú chị. Nó bán như bán giá B luôn. 21 bao ship tầm vòng 200 cây số luôn. Thì bà con nào thấy thì cứ liên hệ số điện thoại để thông hình. Còn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp nha. Thì trước khi vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi đóng tiền. Đó mình kiểm tra có bú dồ bú cẳng hay không, có thùng rúng thùng ruột hay không là bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó tướng tá cấp mình chân móng nè. Tướng tá cấp mình nè. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh con cái. Nói chung thì con này thì kêu bằng dòng Redman nè cô chú chị. Nó nói chung thì nó dòng Redman Mỹ ha. Đó em lấy tướng tá cấp mình thì khỏi nói luôn. Đây nhưng nói chung thì con này là mẹ con nhưng mà bán con không bán mẹ nha cô chú chị. Đó chủ nhà không bán con mẹ ha, nhưng mà con thì nói chung thì được 16 tháng tuổi rồi. Em nói tướng tá cấp mình thùng dạo thì khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó nói chung thì nó dòng rất manh mỹ đó. Tướng tá cấp mình thì khỏi nấu luôn. Nó thì được 16 tháng rồi. Em nói từ tướng tá dáng dốc cấp mình thì không có chê chỗ nào luôn cô chú chị. Đó thì con bò này thì chủ nhà bán giá là 24 triệu. Đó 24 triệu là bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn trong vòng 200 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đây em nói từ tướng tá dáng dốc cấp mình là không có chê chỗ nào luôn cô chú chị. Rúng yếm là dàn rúng chiên, con mẹ thì hết biết con mẹ nó luôn à. Nhưng mà nói chung thì chủ nhà bán con à, không có bán con mẹ nha cô chú chị. Đây con thì em quan sát thì sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh nè. Đó sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh luôn cô chú chị. Cầm đập cho nó qua đây cái. Đây dàn chân móng thì em nói không có chê chỗ nào luôn. Đó dàn rúng nè.
Đó, vú nè, vú thì em quan sát thì bốn vú lớn với có cái vú đeo, hai vú đeo gì cô chú chị. Đó, con này tướng tá cấp mình, em lấy chân móng là không có chê vú nào luôn. Thì nó là em đo chiều cao là 1m3, ở phía sau khu là 1m38, 39 bò. Ở chiều cao là 1m38, 39 bò tướng tá cấp mình nè. Đó, thì bà con nào ưng thì mình mua về để làm giống sinh sản nha. Đây, nói bò này thì nói chung thì bò bơm tinh đó cô chú chị, nó không chê chỗ nào luôn, tướng tá cấp mình dần rúng nè. Thì con này thì nói chung thì cái do cái rúng của nó cô chú chị, đó, nó có cái hơi dạ xuống như bằng cái đít ly đó, đó như bằng đít ly bà con thấy không? Đó những cái đó thì nói chung thì nó không ảnh hưởng gì ha. Đó cái đó thì nói chung thì lớn là treo luôn cô chú chị. Đây được cái chân móng nè, chân móng là chân móng sò xương sóc thì nó dạng xương sóc thì khỏi nói rồi. Đó sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh nha. Đó tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Đó những con bò này mình lúc trước cái là đừng nó cái lụng tiền với nó cô chú chị. Tướng tá dậu yếm nè, phùng phình luôn, rúng chiên. Không dám dắt mẹ qua đây đi. Đây con mẹ hết biết con mẹ luôn cô chú chị. Mà nói chung là chủ nhà bán con, không có bán con mẹ ha. Đây, tướng tá cấp mình thùng dạo là cô chú coi nè. Nó tại vì nói chung thì dắt mẹ ra nó hơi quằn của chú chị đó, nó hơi quằn ha. Nhưng mà em nói tướng tá cấp mình không có chê chỗ nào luôn, nhà chân móng thì hết biết luôn của chú chị. Chân móng là chân móng sò nè, xương sóc nè đó. Đó xương sóc tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Đó 24 triệu là bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn. Thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Nói chung thì chiều cao ở sân khu là 1m38-39 bò cô chú chị. Con này thì nói chung thì mới có 15-16 tháng à. Con này mà nói chung thì bơm tinh một cái là lên tầng nhất tầng độ luôn. Đó da nó dùng luôn nè. Tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Em nói đẹp, không có chỗ nào chê luôn. Đó cái phần da của nó nè. Đó nó mát sữa khỏi nấu luôn cô chú chị. Mặt mày nè. Đó 24 triệu là bên em bao ship cho bà con tới nhà luôn. Thì bà con nào ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó qua to cái đuôi lớn nha. Con này làm như rất man. Nó màu màu bánh mì của chú chị. Đó xương sóc nè. Bà con mình coi cái dạng xương sóc của nó nè, hết biết không. Đó xương sóc rúng yếm nè, liền một màu luôn ha, không lăn không đốm gì. Cái lưng thì nghiêm chỉnh nè. Cái lưng của nó em nó hủng dính giữa luôn cô chú chị. Đó, lưng em đây hủng dính giữa luôn. Đó, hết biết còn tốt luôn của chú chị. Đó 24 triệu là bên em bao ship cho bà con tới nhà luôn. Bà con nào ưng thì mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Nào thiệt ưng mình nó mua ha. Tướng tá cấp mình nè. Đó rúng yếm. Dần rúng thấy cái dần rúng nó hết nó nổi nè. Dần rúng nè bà con thấy không. Khó kiếm những con bò nào có dần rúng. Nó dần rúng dần yếm nè. Dần yếm nó xuống tới cái đầu gối luôn cô chú vậy. Chân cẳng thì rứng rất khéo luôn ha. Đó, cái ngang của nó nè. Hết biết cái ngang không? Cái đuôi toàn. Đó. Đó thì hình ảnh về giá cả của con bò cái đất man này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chìm rồi. Đó thì cô chú gì nào thấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chìm điện trực tiếp ha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video nâng máy ngày hôm nay.